và MC của nhóm để phỏng vấn về thông tin với SB Camp năm nay. Xem nạn nhân hôm nay là ai nhé. Bạn ơi, chào bạn, mình là Đông Phương, nhóm truyền thông thiết kế. Bạn có biết thông tin gì về SB Camp năm nay chưa? Dạ biết rồi. Bạn có like fanpage năm nay chưa? Cũng like rồi. Bạn có suy nghĩ gì về SB Camp năm nay không? Thì cũng không có suy nghĩ gì lắm, tại vì mình cũng chưa biết cái Khang năm trước ra như thế nào nữa. Thì Khang hôm nay thì mình cũng chỉ mới biết coi cái clip về chủ đề game Storm thôi, còn mấy chủ đề kia mình không quan tâm. Bạn có suy nghĩ gì về chủ đề game Storm không? Chủ đề game Storm thì cũng được, có ý nghĩa, nhưng mà thấy mấy bạn nói là không có chơi trò chơi. Mình nghĩ nên kết hợp với ngoài xem clip bây giờ chắc không phải chỉ tao rõ gì bây giờ sao hỏi vậy. Hai bạn có suy nghĩ về chủ đề năm nay không? Vậy còn bạn, chủ đề năm nay là gì? Chủ đề năm nay là về sandstone, là các loại đá, nên không biết là các bạn có suy nghĩ về gì để đóng góp cho chủ đề không? Đến hàng ngày nghe bất ngờ không gì. Cảm ơn mấy bạn. Có lẽ mình đã biết bạn từ trên fanpage. Vậy bạn có like fanpage chưa? Like rồi. Okay. Vậy thì bạn có suy nghĩ về chủ đề năm nay không? Chủ đề hôm nay là game tôm đúng không? Theo mình thấy thì cái ý nghĩa của nó thì cũng chưa rõ lắm. Thì các bạn thấy chủ đề sao cũng được, nghĩa là các chúng mình có thời gian vui vẻ với nhau rồi. Mà game store thì okay, khá độc đáo. Thiết kế, vậy bạn có biết gì về thông tin SB Camp năm nay không? Vậy thì bạn có biết chủ đề của năm nay không? Không có gì hết. Vậy thì có gì bạn sẽ về nhà rồi đánh trang web của SB Camp rồi bấm like fanpage giùm cho tụi mình nha. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi. Chào bạn, mình là Đông Phương, nhóm truyền thông thiết kế. Vậy bạn có biết gì về chủ đề ở SB Camp năm nay không? Nghe nói là game store. Vậy bạn có thấy thích chủ đề đó hay là có sự đóng góp nào về chủ đề không? Okay, mình chưa có xem. Chỉ biết thôi. Vậy bạn có biết về fanspace của nhóm không? Nói chung nó có giới thiệu mình, mình giữ lại. Vậy bạn về fanspace nhóm dùng cho mình nha. Cảm ơn bạn.